huấn luyện viên Park Argentina còn thua trận ra quân World Cup. OHTLV Park Hang-seo dẫn ví dụ về thất bại của Argentina trước Saudi Arabia để nói về khó khăn đang chờ đợi Việt Nam trước trận đấu Lào ở ngày ra quân AFF Cup 2022. Các cầu thủ của tôi đã sẵn sàng để giữ AFF Cup 2022. Nhưng trận đầu tiên không bao giờ dễ dàng. Ngay cả Argentina cũng gặp khó khăn thua Saudi Arabia 1-2 ở trận đầu trên đường vô địch World Cup 2022. Nhưng nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ để các cầu thủ có tinh thần chiến đấu tốt nhất, huấn luyện viên tuyển Việt Nam mở lời trong cuộc họp báo tại Viêng Chăn sáng 20 tháng 12. Theo huấn luyện viên Park, khâu chuẩn bị của đội tuyển không có gì khác thường, bởi suốt 5 năm dưới trướng ông, lối chơi và lực lượng đã được định hình, không có biến động quá lớn. Dù vậy, việc Phan Văn Đức và Bùi Tiến Dũng mắc Covid-19 khiến đội tuyển phải cẩn trọng hơn trong khâu y tế. Nhà cầm quân 65 tuổi tỏ ra vui mừng khi Phan Văn Đức kịp âm tính với Covid-19 để bay sang Lào hội quân 2 ngày trước trận đấu. Đây là tin tốt lành. Văn Đức có khả năng tấn công tốt và đã chứng minh điều đó nhiều năm qua. Đội tuyển cần mẫu cầu thủ như cậu ấy để tăng cường cho hàng công. Và tôi cũng hy vọng Văn Đức sẽ có một giải đấu tốt lần này, ông nói. Bùi Tiến Dũng chưa khỏi Covid-19. Phải ở lại Hà Nội, nhưng huấn luyện viên Park quả quyết trung vệ đội Viettel sẽ có tên trong danh sách 23 cầu thủ chính thức dự AFF Cup 2022. Chúng tôi đang giám sát chặt chẽ test nhanh hàng ngày và PCR mỗi 3 ngày cho Dũng. Sáng nay, hai mẫu test của cậu ấy do hai đơn vị khác nhau thực hiện đều âm tính. Hy vọng khi đội trở lại Hà Nội, Dũng có thể vào tập cùng cả đội, ông tiết lộ. Theo quy định của ban tổ chức AFF Cup, dù chốt 23 cầu thủ dự giải, các đội vẫn có thể thay tối đa 10 người trong trường hợp có ca mắc Covid-19. Huấn luyện viên Park sẽ để Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thông báo nếu có thay đổi này và sẽ chốt danh sách dự mỗi trận trước giờ bóng lăn ít nhất 6 tiếng. AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng huấn luyện viên Park dẫn dắt tuyển Việt Nam do ông quyết định không gia hạn hợp đồng hết hiệu lực trong tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, như ông nhiều lần nói với các học trò, nhà cầm quân Hàn Quốc không muốn đội chịu áp lực phải đoạt cắp để làm quà chia tay ông. Và hôm nay, huấn luyện viên Park nhắc lại điều đó. Từ ngày đầu sang Việt Nam, tôi luôn xác định vào mọi giải đấu với tâm lý và sự chuẩn bị sẵn sàng như nhau. Tôi không muốn mọi người dùng từ giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park với tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm nay. Tôi cũng không nói các học trò phải thế này thế kia chỉ vì đây là giải cuối của tôi. Một lần nữa, tôi mong mọi người không nhắc tới từ giải đấu cuối cùng, ông nhấn mạnh. Huấn luyện viên Park sau đó tiết lộ đã nghiên cứu kỹ về con người cùng lối chơi của đối thủ ngày mai. Ông nói, Lào mới bổ nhiệm huấn luyện viên người Đức đã đá 4 trận 2 trong tháng 9 và 2 trong tháng 12. Tôi chỉ xem 2 trận gần nhất của họ. Đa phần lứa cầu thủ này của Lào ở tuổi U23 được chuẩn bị cho SEA Games sang năm. Tôi thấy họ rất mạnh về tinh thần và huấn luyện viên có vẻ muốn Lào tăng cường khả năng kiểm soát bóng.